Hôm nay mình có dịp đi coi thi ở thành phố Lai Châu, ra thăm vườn của bác Hoàng Văn Oanh. Anh Oanh thì giờ làm thêm một cái khu vườn ở phía bên này, trồng thêm rất là nhiều loại mọi người nhé. Đây là đa phần là phi điệp. Em gửi ra đây ạ. Được tất cả bằng này. Nhiều nhỉ. Vườn em nó chặt quá nên là em không trồng được. Đây Phú Thọ ăn ở đây. Vâng. Nhưng mà nó lại lẫn bởi vì anh không phân biệt được đâu Phú Thọ đâu HO nên là cứ trồng lẫn. Cây nhỏ nó khó. Ừ, khó. Đây như bây giờ tầm này không biết cây nào HO Phú Thọ luôn. Rễ nó ra như này bám nhanh nhỉ, bám rồi đấy. Bám hết rồi. Mỗi chậu tầm 2 lít là 2 lít là đủ có yến gạo. đây là khu vực trồng gì nhỉ? Cũng đều là phi điệp hết mọi người nhé. Phú Thọ. Bây giờ cứ bình quân là mỗi sạp đấy là 100 chậu. Vâng. Trên đây là 300 chậu hồng yên thủy đây. 300 chậu hồng yên thủy. Bước lên trên đây một tí mới thấy là 300 chậu. Ui. Đây là cái giá thể giớn mọi người nhé. Giá thể giớn rất là đẹp. 300 chậu hồng yên thủy nhưng lẫn lại 300 chậu kèn lại lẫn vào giữa này. Vâng. Đấy. Thế cái bên kia anh bán hết à? Bán cho cậu thằng Linh Tùng, nó bán dã man thật. Vâng. Chung là doanh thu một năm thì nó tầm khoảng 400-500 củ một năm. 120 thôi, lấy đâu ra 400 củ. Đây là khu vực trồng kèn mọi người nhé. Kèn ở trên kia. À. Lẫn hết vào đây. Đấy, bây giờ điệp tổng bây giờ nó tầm khoảng 2.400 chậu này, hiện tại vườn tầng dưới này. Vâng. 2.400 chậu như thế này. Đấy, còn trên này là 300 chậu Phú Thọ, đây là 300 chậu Phú Thọ, 300 chậu Yên Thủy. Những cái chậu tác phẩm như này sang năm thì dã man luôn đấy nhỉ. Chậu như này năm sau thì có cả những cái chậu mà lấy trong Than Uyên. Lấy cùng thống ấy. Đấy. Vâng. Được. Vâng. Đẹp, giá thể nhẹ mà nó nhìn nó tốt nhỉ. Vườn bên kia là của Lê Đại Thắng mọi người nhé. Lê Đại Thắng. Sau này ai nhặt cho. Cứ 2-3 năm là lên là có tác phẩm. Vâng. Mỗi cái này bây giờ nếu mà tính giá tầm 2.000. 2.000. Ừ, cũng bằng mới xong. Vâng. Sau 2 năm bán thì khoảng 20.000 một hạt, nó gấp 10 lần. Vâng, cái này là anh trộn cả vỏ dừa. Sơ dừa để giữ nước. Sơ dừa. Vâng. Nó lại kết hợp với lại, để nó đồng bộ với lại bét, cây bét. Vâng. Tức là bét cái giống này nó chia nước. Nhớ. Cái bét này là anh dùng cái bét phun mù. Bét đồng. Vâng. Cách mỗi mét rưỡi. Mét rưỡi một cái. Vâng. Đây hôm trước còn lại cái thân dài mà tôi gửi ra anh đây. Thân dài nào? Thân dài thân lên gửi lên đấy. À. Anh cũng không biết được đâu là điệp đâu là, à đâu là HO đâu Phú Thọ. Ừ, đây chắc có 2 cây HO đây. Vâng. 3 cây HO trên này chắc. Trên này HO. Cái giớn như này trồng ở đây nó sạch anh nhỉ? Đấy. Có hàng hiếm không anh? Không. Minh Châu. Minh Châu. Minh Châu là hết cỡ. Á hậu của anh đâu hết à? Á hậu đây. Nhưng mà mới nhổ hoa. Á hậu đây là chậu mới cắt này. Vâng. Đây có 100 50 chậu á hậu này. Vâng. Kia là chậu to nhé. Phòng xè Minh Châu rồi. Đấy. Thế kèn rừng anh để đâu hết rồi? Kèn rừng ở trên. Vâng. Trên kia nó lại trồng hết vào đây rồi. Đây là Minh Châu và Á hậu đúng không? Vâng. Minh Châu, Á hậu, Hồng xè. Cái chậu này anh trồng nhìn nó đẹp nhỉ? Đen rô. Đen rô Nhật đúng không anh? Anh cũng không biết đen rô gì. Gọi đen rô Nhật ấy. Ừ. Thơm nhỉ? Đây. Này bán rồi, Tùng cũng lấy rồi. Vâng. Nó như kiểu hàng thuần rồi.
Đây này, Phú Thọ đang nở mọi người nhé. Kéo hết những chậu như này là ủ khoảng 2 năm nữa. Những chậu to của anh đâu rồi? Chậu to rồi là hết rồi. Kèn này là giá thể dớn. Trồng cái này nó lại phù hợp, tức là nó đồng bộ cái bếp này. Vâng. Bếp nó chỉ cần làm ướt cái dớn này là được rồi. Đúng không? Dớn nó sạch. Có sên nhưng mà nó ít. Vâng. Thế tối anh ngủ ở đây hay là... Chào anh. Đã trồng chậu in thử như thế này. Cứ sau 5, 2 năm là có 1, 2 củ. Cuối năm nay là nó sẽ lên được tầm... Thời gian cuối năm lên được 20 sen. Vâng. Đây được 10 sen rồi đúng không? Thêm 10 sen nữa là được. Thôi Tâm ơi, mai anh tháo. Đừng chuyển cái đấy đi, mất công. Vâng. Anh tháo làm gì? Đừng chuyển đi nữa. Thế khu vực bên kia là anh trồng tam bảo sắc à? Thôi đi đừng tháo mệt, cái đấy phải 2.000 cây. Phú Thọ. Vườn anh Thắng có nhiều loại nhỉ? Không có đâu. Có gì đâu. Vâng. Ui, dùng quá. Anh bây giờ cũng nhiều chồn đây này. Chồn cáo, đùi gà, ui nhiều thế. Tối anh ngủ dưới này hay về nhà? Ở đây có gì đâu mà ngủ. Nhà anh gần nhà anh Cường kia không ạ? Ngay cái đầu thành phố anh ạ. Vâng. Siêu đỉnh cao luôn mọi người nha. Xin chào mọi người.